Số Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2017, chúng tôi đang lắp ráp và bàn giao bộ tranh tứ quý bằng gỗ mun cho gia đình chú Việt ở phố Thái Thịnh, Hà Nội. Chúng tôi đã lắp xong bộ tranh này rồi. Ở trong nhà này là điện nó hơi tối, quay ánh sáng không được tốt. Và quý vị cùng chiêm ngưỡng toàn thể phòng khách của gia đình nhà chú Thịnh, chú Việt. Rất đẹp rồi, chú có bộ bàn ghế gỗ chắc và tủ chè, còn rất nhiều đồ nữa. Và phía trong gầm cầu thang kia một chiếc tủ chùa. Ngày đang là buổi chiều ngày 15 tháng 3 năm 2017. Alo. Trên hình quý vị đang thấy đây là chú Việt. Vâng. Chú này rất nhiều các đồ gỗ và đồ đồng, đồ sứ rất chi là đẹp. Anh làm có gì nhỉ? Chiếc tủ chè. 500 nhận 10 món. Vâng. Vâng. Chúng tôi treo nốt cái bộ tranh sứ cho gia đình nhà chú ở lên trên cầu thang. Ok. Vâng. Xin nay em bán được bộ xin nay đấy. Đó. Và đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách. Và xin chào lại quý khách trong những video clip sau. Nhà rộng thì